Rồi, gớt gớt gớt. Xong luôn rồi các bạn ơi. Đây là cá mập màu hồng của mình nè các bạn. Hôm nay mình thả con cá mập màu rất là mạnh mẽ luôn á các bạn. Đó. Đây còn cháu mình chuẩn bị gáp con diều phượng vô thả chung với mình nha. Và gáp vô đi bà. Rồi. Đây. Rồi đứng xa xa để quay cho. Đây đây chưa cầm chưa. Đó con diều phượng đó các bạn. Rồi rồi buông ra đi, buông ra đi, buông ra. Nè lại cầm thả nè bà. Đó. Cho, bữa nay là quà thả con diều phượng nha. Cho hai con chiến đấu luôn nha các bạn. Đi. Lên. 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 Ây da, đứt cầm. Đó, quà đang thả diều phượng nha các bạn. Còn mình thả diều cá mập nè các bạn. Con cá mập của mình thì gắn thêm cái đuôi của con rắn hổ mang 7 mét đó các bạn, cho nó ngầu hơn. Đó, diều phượng bay quá trời cao luôn rồi kìa các bạn ơi. Quá đã luôn các bạn ơi. Mình cũng đang thả dây ra thêm đó các bạn. Đó, phượng hoàng bay cao hơn cá mập luôn rồi kìa các bạn. Quá trời cao luôn rồi các bạn ơi. Gì vậy? Bay lên cao tới đó nó đâu rớt được nữa. Trên cao đó gió nhiều lắm á. Đây mình cũng đang chuẩn bị thả ra hết dây luôn á các bạn. Con của con là bay lên mây luôn á. Ghê vậy. Thả hết dây luôn hả? Ờ đang thả hết dây luôn rồi. Còn hết dây rồi nè các bạn ơi. Xong rồi nè. Đây còn con diều của quà, quà cũng đang thả hết dây luôn nè các bạn. Đó. Quá trời cao luôn rồi các bạn ơi. Diều phượng hoàng của quà bay quá trời cao luôn rồi. Rồi. Rồi hết dây luôn rồi kìa. Dây luôn rồi. Của mình cũng hết dây luôn rồi nè các bạn. Đó, con phượng hoàng bay quá trời cao luôn rồi. Làm gì vậy? Ê, rồi, gớt gớt gớt. Xong luôn rồi các bạn ơi. Rồi, té luôn rồi. Rồi dướng luôn rồi. Rồi dướng ngọn cây luôn rồi các bạn ơi. Rồi quà cầm không cẩn thận nó bị vụt con diều luôn rồi. Đâu rồi nhỉ? Dính trên ngọn cây á. Đâu? Sao con không thấy vậy? Để qua đây coi coi. Đâu? Đó, con dây đỏ đỏ đó các bạn.
Nó bay quá trời cao luôn rồi các bạn. Con ơi, con dây có dừng út đâu? Nè, con dây đang cầm mà. Rồi cái con cá mập sao cũng bền vậy luôn á hả? Đâu có đâu. Để mình cuốn con diều cá mập vô nha các bạn. Rồi xong luôn rồi. Hai biểu con cầm không cẩn thận. Bay luôn rồi. Ơi, không biết lấy được nữa không các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cuốn con cá mập vô trước nha các bạn. Rồi mình sẽ tìm cách lấy con diều phượng đó xuống nha. Đây nè các bạn, mình leo lên cây nè. Mệt quá trời mệt luôn các bạn ơi. Cuối cùng cũng lấy được con diều nè các bạn. Đó, ở dưới Hòa đang thả diều cá mập đó các bạn. Bây giờ không biết làm sao mà để lấy con diều này xuống được nữa nè các bạn ơi. Rồi bây giờ để mình xuống nha các bạn, mình tìm cách mình xuống nha. Đó, Hòa đang thu diều lại đó các bạn. Nãy giờ mình cuốn dây được như đây nè các bạn. Đó, nó rớt xuống đất rồi kìa các bạn. Hên quá trời hên luôn các bạn ơi. Bây giờ mình lại đó mình lụm nha. Hên quá không mất con diều các bạn ơi. Đây nè các bạn. Hên quá. Không có mất diều các bạn ơi. Bây giờ mình cắt dây rồi mình nối lại nha các bạn. Đây, phượng hoàng này nó không nở xa mình nữa các bạn. Hên quá trời hên luôn các bạn ơi. Đó, mình đã lấy con diều phượng xuống rồi nè các bạn. Mình cũng đã cuốn hai con diều xong luôn rồi. Bây giờ mình chuẩn bị đi về nhà nha các bạn. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.